Quy xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Quy đang ở nhà của vợ chồng anh Nghĩa với bác trai. Trai ở dưới quê lên đó, không về. Thì hôm nay tính làm món gì anh nhỉ? Vẫn bóp gỏi củ hành, rán rút xương. Rán rút xương hả? Chà, dạo này anh em làm món độc dữ ta. Mới. Mình phải tìm hiểu này là đây. Tôi rán chuẩn bị mình làm ẩm thực. À, mình làm một cái món gọi là rắn rút xương, rắn rút xương hấp trộn loại củ hành. Chà, ghê à. Nghe căng à. Nghe là phái liền nha. Đây tầm 3 kg. 3 kg giật được à. 4 người ăn chỉ có 3 kg thôi cả nhà. Chà, ăn hết luôn. Không, mình ăn cho nó ngon, mình đã ăn mà thưởng thức là mình thích cho nó có món ngon như vì là mình phải làm cho nó ăn cho nó đủ chất. Chà, có lý quá. Thì đây, đây chị cũng đang làm rau luôn nè. Rau sống, rau thơm. Rau củ hành. Đây, rau thơm. Gia vị đồ. Quy cũng hôm nay cũng xuống sẵn tiện ăn ké thôi chứ gì đó. Quy biết làm kỷ niệm với bác rồi, mốt nữa bác về quê à. Mai mà ổng về rồi. mai nữa bác trai về quê hả nhỉ. Thôi vậy giờ anh em mình đi bằng rồi ha. Chứ đi, sao vậy? Đi trải nghiệm mấy con này. Tiến hành vô mình làm thịt tí xíu rồi mình quay lại cho cả nhà xem sao ha. Rồi, anh em mình đi bằng thôi. Hay gì ta? Chiêu này hay rồi nha. Con này thì nó sắp lột. À, rồi mình giao con vịt chín rồi anh nghĩa ha. Bây giờ thì giờ rắn mình cũng đã mới vừa làm xong rồi. Bây giờ mình chỉ có làm món rút xương ha. Giờ để anh nghĩa rút xương nha. Xương này nha cả nhà. Rút lên. Rút đi anh. Hãy rút đi, rút đi. Rút đi. Sao rút cái đó luôn. Đâu có gì mà dễ ăn đâu anh. Phải dùng sức chứ anh. Có cái gì mà dễ dàng cả không? Thì bây giờ để anh em mình rút xong đi, giờ anh em mình tiếp tục là mình hấp hả anh nhỉ? Hấp em. Vậy là mình sẽ phải hấp qua một đợt hấp nữa nha. Ừ. Hấp xong rồi mình làm gì nữa ta? Trộn gỏi. Trộn gỏi hả? Là mình sẽ thôi. Cái kiểu này là ăn chết luôn anh nhỉ. Hôm qua hôm bữa mới ăn cái món mà cúc nấu cháo núm mà chàm mà muốn chết, giờ thêm món này nữa chết thiệt luôn. Thôi để anh Nghĩa làm xong này kìa, anh hoài lắc đánh dặn. Quá ngon lành luôn. Em phái cái cảnh mà anh kéo xương ra vậy nè, xương ra xương mà da ra da nha, chứ không phải là con thịt đâu nha. Ở dưới cũng có thịt nè anh, quá cho thịt luôn nè. Thịt nó ra đây hết cũng rồi. Dễ lột quá anh nhé. Nãy giờ tiếng hồ. Nó giản là cái nhà nói chung cũng hơi cực, mà một khi mình lấy được cái bộ phận của nó rồi mình rút rất là rạc. Giờ để anh em mình tranh thủ làm xong, anh em mình sẽ làm món mình sẽ hấp hả anh nhé. Hấp xong rồi mình sẽ bóp gỏi nha. Hẹn cả nhà chút xíu nữa đi, Quy sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà xem. Gì anh nhỉ? Tái chanh luôn. Tái chanh. Bây giờ cái này luôn không tái. Nói chung là mình nãy giờ cũng thời gian cũng đã lột xong ha cả nhà. Thì giờ mình sẽ bỏ vào nồi mình hấp. Đây là cái nồi hấp nè của chặt cái nồi hấp quá. Anh sao làm vậy? Cái nồi hấp quá đơn giản. Anh bỏ đá cho em. Ừ, coi nè, coi chị nè, ó thấy không? Ó cũng nữ khác không? Cái này cũng kỳ cục. Rồi lên đây cũng cua. Nghe hết không? Thời gian Quy ngồi chờ, Quy cũng mới vừa lột xong chế bí để mình nấu hầm bí với rắn hả chị? Nói sẵn Quy cũng đang lột, bây giờ tiếp tỏi một hồi nữa mình sẽ bóp gỏi nha. Bóp gỏi mình làm chén nước mắm á. Đấy, giờ để chị bỏ rắn xếp vô. Trời ơi coi nè. Ngàn nắp luôn cả nhà, còn xì bằng nữa đâu. Bây giờ chỉ còn lại hấp nữa thôi anh nghĩa ha. Hấp xong anh em mình sẽ xé vậy hả? Cắt miếng miếng rồi mình trộn gỏi nha. Hẹn cả nhà khoảng 2 tiếng nữa gặp lại. Lấy chồng. Rồi thì mình cũng đã bỏ vào dùng mì hấp ha anh nghĩa ha. Đấy, xả rồi. Có mấy lá gan đồ này kia ngon lành cấm luôn á. Rồi, giờ mình chỉ có đậy nắp là hấp thôi. Lên nào. Chờ trong giây lát nha. Hẹn cả nhà chút xíu nha. Bật lửa lên nữa. Ngon lành ha. Nồi này thấy đơn giản ha, gọn quá anh ha. Hấp mà. Quá có lý luôn. Cái nồi hấp của em nhà là hấp luôn anh em mình được luôn á. Cái nồi em bự lắm. Cái đó mình hấp với không bê. Về thu giờ mình chơi về hấp. Rồi, mình đợi chút xíu nha. Rồi này là công đoạn còn lại của chị là cắt những cái bộ xương. Nói chung là mình còn là chờ là con hay con á để mình cắt ra để mình nấu bí nè. Đây là cái bí nè, mới mình mới vừa gọt xong.
Đấy, chà, mà được hai món luôn nha chị. Hai món này ngon hết sảy con bà bảy ba luôn. Ba món nhưng mà hai món nha. Ba món luôn hả? Món gì món gì? Kể món nha. Món này là tiếng là chiên bột. À. Xương sườn. Xương sườn chiên bột á. Trời ơi, nghe nhức nách. Đã chưa? Tận dụng là coi như không chửi gì luôn trời. Không ghê bỏ vậy. Cái gì hết trơn á. Quá dữ luôn, chỉ có chừa lại bộ đồ lòng thôi. Bộ đồ lòng để bỏ thôi. Bộ đồ lòng tại làm luôn. Bộ đồ lòng mà ăn được là làm luôn rồi. Vậy là tận tận dụng hết giáo rồi. Ghê thiệt. À, để cho chị cắt hết ba đó đi à, chuẩn bị dài hầm bí nha. Dài cái bụng. Ừ, dài vô dài có mét luôn, giống như công dài dài thun. Y chang như công dài thun. Đây cả nhà. Giờ nó sôi rồi, chắc cũng muốn gần chín rồi anh nhỉ. Ừ, chắc cũng gần. Đâu bây giờ cho cả nhà xem nha. Đó, trời ơi, nước nó hơi lên luôn nè. Ủa nước nhiều không chị? Sao thấy nó tràn lên dưới vậy chị? Ít mà. Ít mà nước lên cỡ vậy luôn, ghê à. Chắc còn để tầm khoảng 5 phút nữa đi, mình nhắc xuống nha, để cho nó mềm chắc cú lên đây. Rồi, thì giờ chín rồi anh Nghĩa ơi. Anh em mình sẽ đem xuống và cắt khúc anh Nghĩa ha. Đây rắn này cũng tính ra nãy giờ cũng hơi lâu rồi. Mình tắt bếp đem xuống thôi. Chỉ mua biến thôi, giờ với lại còn lại anh em mình sẽ bóp gỏi thôi. Trong cái chỗ này nghe lộn xộn lên ta. Lộn xộn. Nồi đâu mất tiêu ta? Bỏ đâu rồi? Nồi bỏ đâu? Anh này mình lên trước đi hả? Bỏ cái nồi này đi. Trả lại vị trí cho chị đó. Đâu, vị trí của chị dân sao luôn em nè. Giờ vị trí của chị là nấu cái món gì hầm bí hả? Mình còn làm món hầm bí nữa. Ôi ôi, nó bốc khối rồi cả nhà ơi. Quá sướng luôn. Thơm xạ quá trời. Giờ bắt đầu mình sẽ xé và mình bóp gỏi nha cả nhà. Đây nè, giờ chị cũng đang khè ba cái rắn rồi để mình nấu bí. Hầm bí đúng rồi, hầm bí. Tận dụng hết sức. quá dữ. Quá hấp dẫn luôn kìa, màu quá đẹp luôn. Để cho nó săn thịt lại rồi mình sẽ chế nước vào hả chị? Đúng rồi. Mình lấy cái nước hấp rắn hồi nãy. Rồi giờ tới anh Nghĩa nè, sẽ công đoạn này sẽ là sắc hành phi và bắt đầu mình bóp gỏi cùng với rắn. Rồi thì giờ mình sẽ cắt rắn trước hả anh Nghĩa? Anh làm gì đem theo hai trái gì bự dưới à? Hai trái chanh. Trời ơi, chanh anh tới đâu rồi, chú quýt không trời? Tưởng là chú ổi luôn. Tưởng tay bưởi. Giờ mình thấy chanh chanh tới chú ổi. Rồi mình dứt thôi. Hơi nóng anh, từ anh. Ồ, rắn nó mềm. Mềm quá, mềm mục luôn anh ơi. Nóng quá. Lấy ra nấu thêm nữa cho nó nguội. Đi từ từ, đúng rồi. Cầm gấp đôi đũa nên cho nó bớt nóng. Đây là có một mớ trứng nè, đây là gan nè cả nhà. Đây là trứng nữa nè. Đùm trứng nè. Trời ơi. Mềm quá nhưng mà luôn. Đùm trứng hấp dẫn ghê không? Anh gấp ra bớt ra đi cái nồi. Bây giờ để cho Nghĩa cắt xong đi mình gấp gỏi cả nhà. Đấy là thấy ngon rồi đó. Đại dưỡng vò cắt củ hành vào luôn. Rồi cả nhà thì giờ mình cũng đã xong rồi. Thì giờ anh Nghĩa cũng đang cắt củ hành. Cắt củ hành mình sẽ bỏ vào chung rồi mình bóp gỏi ha anh Nghĩa. Quá hấp dẫn. Thì trong đây thì gồm có là củ hành, rau dâm, chanh và gia vị nữa là ngon lành. Có vỏ rau dâm đây nè chị. Ôi, thấy gì quá trời thịt luôn nè trời. Đây là trứng của đâu? Trứng của hổ ngựa. Quá ngon luôn. Đây, vỏ rau dâm nằm đây nè chị. Rồi để anh Nghĩa sắc qua củ hành xong đi rồi mình sẽ tiếp tục review cho cả nhà xem nha. Bỏ vô đây nè. Đó. Quá đã luôn. Đây củ hành này nói chung mình sắc khoảng tầm 3 củ ha nhỉ, 3 củ là thấy vừa cái nhà, mình bóp gỏi vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô dâm vô nó hết nhỉ. Cái gì chứ nghe hú hồn vậy, cho nước mắm một chai đi, chai nguyên chai vô luôn hả? Chai 1 lít mới chịu à, ăn kêu đó khỏi ăn luôn, lồi mắt luôn á. Bây giờ để cho anh Nghĩa bóp ấp gia vị thôi. Rồi bây giờ mình chiên chanh thôi. Xử đi anh.
Đấy. Chanh ngon. Rồi, ôi chanh nè. Quá đã luôn ha. Chanh này chính có hạt hay gì nè, có hạt ha. Đâu có. Bỏ bí hết luôn ha. Từ từ từ. Đấy. Cắn sâu từ từ. Này là sâu quá cắt nữa lại đó. Rắn nấu nấu bí à. Hầm bí, đúng rồi, rắn hầm bí, quên. Thôi giờ mình sẽ làm cái chén mình pha ngoài thử xong mình mới đổ vô anh nhỉ. Chứ để hồi lát nữa nó mặn nó đổ vô bóp hồi chết luôn. Ngọt nha cả nhà. Ngọt cho ba muỗng ha. Ba thìa còn ghê. Nhỏ thôi nha, không phải thìa bự này thôi luôn á. Rồi. Này mình xài chỉ có một trái chanh thôi nha. Quá trời nước luôn nè. Sợ nhiều quá nó sẽ chua, mất ngon. Mấy muỗng đường? Hai muỗng đường thôi. Hai muỗng đường ha. Hai muỗng đường không đủ rồi đây. Thằng miếng đi. Sợ nó chua lắm á. Chua lắm á. Ba muỗng ha. Ba muỗng. Ok, lát nữa mình nếm thử. Còn đây, chừng nào mình thấy không được thì mình cứ giật thêm vô. Rồi, một chai nước mắm luôn ha. Trời ơi, chai nước mắm này để chết luôn á. Đây chứ thì hai thì nước mắm ha. Ừ. Giờ mắm này quá là thêm nhiều hơn. Quá chắc luôn. Này là cái nhà có bất chức theo làm theo anh Nghĩa ăn thử nha cả nhà. Này là món rắn rút xương bóp gỏi. Hết bài. Thêm món rắn hầm bí. Giờ ta là món độc không chà. Còn bộ xương nữa đâu chị? Còn bộ xương lăn bột. Nghe hết hồn luôn, hết bài luôn. Nói chung là nay mình làm hai món ăn được rồi. Hai món là ăn là nhức nách. Đây rồi, thức ăn cho thêm ớt chua hả? Cái nó không có. Chín quá nó chua. Tanh nó chín quá chua. Đúng rồi. Bí mà chín quá nó chua lắm á. Chua cho nên chín. Gắn chờ gắn chín. Mình vừa rắn thì chín rồi. Hết ga vừa. Hết ga luôn hay gì vậy? Hai tăng hay nhiều khi. Quá rồi. Tắt ga luôn hay gì vậy? Hết ga rồi. Hết ga rồi, mình cho chai ga khác thôi. Rồi. Rồi. Cái nắp đậy lại cho bí nó. Xong chưa anh? Cho anh đậy lại nắp đậy mà mình. Nếm thử đi. Rắn chín rồi con mới mới ấy. Thì sao? Mới bỏ bí nè. Hậu là sao? Ngon quá. Ngon quá hả? Ngon quá là dứt thôi. Thêm một xíu nước mắm nè. Thêm chút xíu nước mắm nữa không? Có thiếu chất đường không? Vừa ngon. Vừa đúng không? Vậy chà, có lý vậy. Hay đó. Hay đó, cả nhà bắt chước nha cả nhà. Thấy sao? Thêm tí là khoảng nữa thìa nữa. Biết ra tí thôi. Rồi, thì để bắt đầu mình bóp thôi. Cho miếng nước mắm nữa. Này là chén nước mắm chị mới vừa là làm để hồi lát nữa mình chấm. Mình chấm ha. Ừ. Hấp dẫn dữ ta nhớt nắp. Rồi rửa lên thôi, rửa cái điệu nước này cho nó hành nó đi tái đi thấm liền nữa. Bắt đầu mình lấy tay mình bóp trong đũa đi, trong đũa hả? Bóp thì ra tay vô trọng hả? Ăn béo nữa. Béo rắn là béo rồi còn bổ rồi ra tay vô trường sinh bất lão. À, vô dâm cho vô luôn chung cùng lần luôn hả dạ? Động luôn rồi. Rồi cắt cắt ra. Bỏ vô dâm mình cắt ra đi, mình bỏ vô đi. Sắp sắp thêm mớ vô dâm mình bỏ vô nè. Em tính sai nha, mua 6 củ hành đó, còn 2 củ à, còn hết 4 củ à. Rồi được chưa, được chưa? Vô đi. Đấy. Ố là. Wow. Đi. Nói chung cái món này mình làm không cực lắm cả nhà, có thời gian mình mất khoảng 4 tiếng là mới xong được món ăn. nói cái nghe tao nghĩ ăn đúng không anh? Nói chung là cái món này làm cũng lẹ, nếu mình biết làm á, mình cũng là lần đầu tiên mình mới làm anh nhé. Nhưng mà tính ra khoảng gần tiếng hồi là cũng đã có được cái món ngon. Đây là món ngon mà mình nay mình muốn chia sẻ đến cái nhà bất chước làm ăn thử nha. Nói chung món này ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm á. Làm rồi. Đấy. Rồi mình bây giờ mình sẽ lấy đũa mình xáo lên nha cả nhà. Chà chà, nhìn hấp dẫn dữ ta. À, từ từ nữa, từ 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 có màu này màu kia. Ừ đúng rồi, lát nó bỏ đồ hộng vô nó trời ơi hết bài. Gỏi là phải có đồ hộng nha. Gỏi là phải có đồ hộng là mới ngon chứ. Nhưng mà đây thì vua ghét đồ hộng. Vua ghét đồ hộng luôn, lát nữa cho nhịn luôn. Hết làm xong rồi cho nhịn. Ta có đồ hộng thằng béo cũng chết luôn. Chê. Gỏi thì có đồ hộng. Nhìn coi nè, màu trắng, màu xanh, màu thịt được trời ơi, phải miếng thịt chứ không phải miếng màu kia. Màu kia đâu ngon bằng màu thịt đâu ha. Rồi để xong đi anh em mình bắt đầu sẽ đem lên và mời cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình nha.
Rồi trong thời gian bóp gỏi xong rồi mình sẽ cho một mớ đậu phộng lên nè cả nhà. Gỏi mình thiếu đậu phộng mất ngon. Mất ngon ha. Vậy giờ chỉ có hoàn chỉnh rồi đó nha. Chỉ còn ở đem lên là mình nhập tiệc thôi. Rồi đem lên luôn anh đây. Gỏi rắn rút xương. Còn đây là món rắn hầm bí. Rồi mời cả nhà rau sống cơm với gia đình nha. Còn đây là rau quá hấp dẫn luôn. Đây cả nhà lắm ha. Ly rượu ông chua lai ga chút ít. Rồi thì giờ để Huy gắn máy là bắt đầu vào mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình nha. Giờ mình review trước nha. Cái món đặc biệt này là món cậu cậu luôn cái cho nó hấp dẫn. Dạ, đưa lụa nè kia. Hai nhân lụa nè. Đưa lụa là nãy đưa lụa để mình bớt. Đó, giờ lụa rồi đó. Đây, nè. Gì mới lại. Cái này còn thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu người nhậu, thiếu người nhậu. Này, giờ thử cái coi. Ồ, vậy là đến ví dụ ra thử nha. Còn đây là rắn hầm bí như xin mời cái nhà nha. Không biết cảm quá này không biết rồi rắn bên thảo để nếm thử miếng rượu hầm bí nhẹt lên cái nhà ha. Nếm thử tí à không uống rượu hôm nay cái Tuyết Khánh ấy về quê, em mới về quê rồi cả nhà. Cái đúng rồi, có em đó. Ừ, em mới mất giờ. Tôi xin mời cái chú chị và các bạn nha. Món gỏi này ngon. Huy ơi, hình như là đầu tiên ăn nhỉ? Đầu tiên ăn món này rồi. Ừ. Dạ, đúng rồi. Món này là món gỏi nhưng mà cũng khi lần đầu tiên luôn đó cả nhà. Mấy lần đầu tiên làm trong trong à, cái kiểu này mà không dướng dướng xương cũng ghê. Ừ, đúng rồi. Ra. Còn đâu hả? Còn xương đâu? Hay nè, xương con nồi nè. Chỉ có nhà anh Nghĩa mới có. Ghê quá. Bơi, ba hộp. Ăn cái còn rau quế thôi là thơm ngon lắm mọi người. Thơm quá. Ừ. Hết, ăn còn rau quế thơm á. Xin mời cả nhà cái đó nha. Quế nha. Món này đúng là món đúng món nhậu nè. Đúng là nhậu mà gặp mấy con dao thơm đúng không mình? Nó quế á. Gặp lên, cũng cả được luôn. Ừ, gặp lên. Có cái đường ngon này không? Con lít á. Con lít. Cảm ơn á. Món này ngon. Mấy con dao thơm vô nữa, ngon. Được. Một cái kết hợp của ít rồi. Cái chút chút thôi. Món này là mình, anh em mình mới là người tiên làm luôn. Cũng mong chia sẻ đến đây cả nhà, nếu anh em nào mà có làm mồi nhậu á thì anh em cứ làm ăn thử đi. Tầm tầm 2 cái rắn thì tầm 4 củ hành này cả nhà. Với hai trái chanh, vừa nha. Với khoảng tầm 2 thìa rưỡi nước mắm, 2-3 muỗng đường nhỏ nhỏ, một hạt nêm. Đây là hai nhà nha. Anh em có một cái nồi rắn nước xương rất ngon. Món này được. Đỉnh luôn, đỉnh nhất nó luôn. Đúng ngon luôn. Quá đã luôn. Thôi thì giờ để gia đình ăn cho nó tiện thôi, Huy cũng tính clip. Hẹn cô chú chị ở tập tiếp theo của kênh Huy Nghệ TV. Xin chào hẹn cả nhà tập tiếp theo nha. Cả nhà mình cuối cùng. Yeah. Chào nhau nha. Bye.